mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục ống kính phóng viên của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của các hoạt động chăn nuôi tinh hoàn nên nhiều ao làng bị ô nhiễm trầm trọng, dần trở thành ao chết. Phản ánh tại ao Đình, thôn Cù Tu, xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi. Cùng với phát triển kinh tế và áp lực gia tăng dân số, khiến nhiều ao làng đang chết dần chết mòn. Hình ảnh thơ mộng về làng quê Việt Nam dần biến mất, thay vào đó là hình ảnh ao tù nước đọng bốc mùi hôi thối. Ao phía trước đình thôn Cù Tu, xã Xuân Trúc, rộng khoảng 10.000 m². Nhiều năm qua, mặt ao luôn nổi váng xanh dày đặc, rác thải và cá chết nổi lềnh bềnh, làm mất mỹ quan và bốc mùi hôi tanh nồng nặc. Ông Trịnh Văn Lịch, có nhà ở cạnh ao cho biết, tình trạng này đã diễn ra nhiều năm nay, làm ảnh hưởng đến môi trường sống của gia đình. Do ao nằm sát cạnh nhà nên gia đình luôn phải đóng cửa kín, nhất là vào những ngày nắng nóng. Gia đình chúng tôi ở đây là coi như là quanh năm ngày tháng, đi từ cổng về là không thể ngửi nổi. Mà cái mùi thối của nó tanh mà nó khó chịu, nắng lên thì không thể ngửi được. Cháu phải gửi về bên ngoài hết, có dám ở đây đâu, vì các cháu không thể ngửi nổi. Và kiến nghị nhiều lần rồi, mà đến bây giờ là còn hơn tháng nữa không ai xử lý cả. Ông Nguyễn Văn Tuân, người cùng thôn, đồng thời cũng là người trông nom đình làng, cũng bức xúc trước tình trạng ô nhiễm ao làng. Theo ông Tuân, nguyên nhân do bị nhiễm nguồn nước thải của một số hộ ở bên cạnh ao và đường thoát nước của ao bị hạn chế. Thôn cũng đã nhắc nhở hộ nuôi cá nhưng vẫn chưa chấp hành. Ông Tuấn nhờ thầu ao vẫn cứ cố tình nuôi cá và hiện nay cái nguồn nước xanh và bốc mùi thối. Cán bộ ra nhà văn hóa họp đi qua còn không ngửi được. Người dân như là đi ra tập múa hát ở nhà văn hóa gì người ta còn bỏ về. Cứ mỗi một năm là 2 dạo, mỗi một dạo là khoảng vài ba tháng. Mùi hôi lắm, nhiều hôm ở trong nhà tôi phải đóng hết cửa. Mà chị em chòm xóm đây cứ đi ra đi chơi với nhau cũng không dám ngồi lâu. Nhiều người đi đường cũng còn thấy mùi nữa, là nó mùi nồng vào mãi tận trong nhà tôi, cách đây 25-30 m đây này. Nhiều khi ngửi mùi khổ lắm. Cái mùi này nó còn độc hơn cả thuốc độc của sao các bác ạ. Mùi nó hắc mà nó thối, xong nó nồng nực lên, nó quặn cả cái hơi thở của mình lại. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Xuân Trúc, thì đường thoát nước của các ao bị thu hẹp làm ảnh hưởng đến khả năng chứa và điều tiết nước, dẫn tới tù đọng và lâu dần làm ảnh hưởng đến môi trường. Bên cạnh đó, bờ ao chưa được kè kiên cố nên ao đã bị người dân đua nhau lấn chiếm nham nhở. Từ lâu, ao Đình Cù Tu gần như không còn tác dụng gì ngoài việc chứa nước thải và rác thải sinh hoạt của người dân trong thôn. Ba cái hộ này lấn chiếm vào bờ ao để sử dụng năm 2014 ấy, trong phạm vi đất 03 để xử lý, nhưng mà ở trong cái thôn này chưa làm được ai hết. Mấy cái hộ này nằm trong cái diện giải tỏa nhưng mà cũng chưa thấy gì. Giữ gìn ao làng là nhiệm vụ quan trọng nhằm tạo cảnh quan, điều hòa không khí, chứa nước, tránh ngập úng khi mưa lớn. Ao làng cũng chứa đựng giá trị cốt lõi của văn hóa làng quê Việt Nam. Việc giữ gìn ao làng cần sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các địa phương, đặc biệt ao Đình, thôn Cù Tu đã được lập danh sách bảo vệ nguyên trạng. Vì vậy rất cần sự vào cuộc của các cấp nhằm chống mọi hình thức xâm lấn và các tác nhân gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời người dân cần có ý thức bảo vệ ao làng khỏi các hoạt động lấn chiếm, xả nước thải, rác thải gây ô nhiễm, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân khu vực nông thôn. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được khép lại chuyên mục ống kính phóng viên của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên.